Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là sáng thứ tư ngày 22 tháng 11 nha anh em. Chúc anh em một buổi sáng làm việc nhiều thành công nha. Sáng nay thì em lên cho anh em xem top 3 em chống Asus Puppy nha anh em. Chặn khủng long nha. Mấy con này mắt chặn nó trên 3 kg hết. Hiện tại là mới 4 tháng thôi nha. Một cái 7, một cái 8 một con này nha anh em. Dáng dấp lưng vai là tuyệt vời luôn anh em ơi. Dày, lông chắp sát nha. Đó, dáng cán rất là tốt luôn. Chặn mấy con này là 3 ký mấy một con đó nha anh em. Đó. Cũng may mắn được cái em trai kế bên nhà em nuôi gia công cho em chăm những con gà này rất tốt luôn. Nhìn dáng anh em thấy rồi ha. Đó. Em thấy cái dáng của nó không? Lưng vai nó kìa. Đó. Rất tốt luôn anh em ơi. Có một con trống, em có một con trống 6 tháng em để cuối clip ấy. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Con đó thì đã chia cho anh ở Vũng Liêm Vĩnh Long về làm giống rồi nên em không có đăng clip nữa. Cuối clip thì em có để clip ngắn ngắn để cho anh em xem tham khảo thôi ha. Rồi giá những con này em để giá 1,5 triệu một con nha. Giá rất là mềm luôn mà mấy con này thì nó dễ nuôi nó quá rồi ha. Đó. Ở bất cứ cái dòng giống gà nào đó hiện tại mà mang đi chơi á, luôn luôn là sẽ có pha Asus trong đó nha anh em, chắc chắn luôn. Đó, Asus và có Mỹ. Đó, nên Asus này là một trong những cái dòng mà rất là được anh em mang đi để pha chế ha. Tại những con gà này á, nó lưng vai nó tốt, nước nuôi nó tốt lắm nha anh em. Nên gà con của mình sau này ra giảm được cái số lượng mà dùng thuốc nè. Đó, dùng nước nuôi, dùng thuốc nè. Rất là nhiều luôn, giảm chi phí rất là nhiều luôn ha. Đỡ đỡ công cái người nuôi đá nữa. Người nuôi đá mà người ta gà con ra mà tới đá rồi mà nó có cái khung vai tốt, người ta nuôi khỏe lắm, đỡ cực. Rồi, con này là con trống 6 tháng nha anh em, 2,950 kg rồi ha. Cái này thì em đưa clip ví dụ cho anh em xem là con gà khi 6 tháng, 7 tháng mà anh em nuôi tốt thì nó sẽ ra như vậy nha. Đó. Cái hôm qua em có đăng một con trống 2,6 kg á, nhìn lông lá sơ sát nhiều khi anh em tưởng là gà nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà thực sự á, con Asus á mà anh em nuôi tốt nó phải là như vậy nha. Rồi, chào anh em nha.